chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Misa lại vào bếp để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một món bánh mới nữa, đó là bánh mì que chiên. Để thực hiện được món bánh mì que chiên này, chúng ta gồm có các nguyên liệu như sau: một chút xíu muối, nửa muỗng cà phê vani, 30g bơ, một trái trứng và một muỗng canh đường và 100-130g bột bắp. Chúng ta sử dụng bột bắp, không sử dụng bột mì nha quý cô chú anh chị và các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành vào bếp để làm món bánh mì que chiên này nhé. Quý cô chú anh chị và các bạn yêu mến kênh của Misa, xin cho Misa một đăng ký kênh, một share, một like, một comment để cho kênh được phát triển tốt hơn. Misa xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn.